Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin xây cảng Long Sơn, nhân danh phát triển, đạp đổ chén cơm của dân, người Nghi Sơn nổi dậy, bài số 1. Người dân miền Trung vốn đã vô cùng khốn khổ sau vụ Formosa vào năm 2016, nhân danh sự phát triển kinh tế, Đảng đã để một doanh nghiệp tàn phá môi trường biển của 6 tỉnh thành bao gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Những tỉnh còn lại dù lượng cá chết không nhiều như những địa phương này, nhưng nước biển vẫn bị ảnh hưởng, nhiễm độc rất nặng. Quy hoạch cảng nhưng lại đạp đổ chén cơm của người dân. Khi phát triển nhà máy thép Formosa, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ tính bài toán kinh tế mà nhà máy này mang lại, chứ họ không chịu tính bài toán về môi trường. Họ không tính tới hàng triệu hộ gia đình ngư dân mất nghề đánh bắt, họ không tính tới thiệt hại kinh tế biển cho đất nước. Vì những thiệt hại trên do người dân nghèo gánh lấy, nên chính quyền của Đảng Cộng sản mặc kệ, phớt lờ. Doanh nghiệp xây nhà máy thép, Đảng có tiền lót tay hối lộ, quan có tiền lại quả. Tỉnh có những con số tăng trưởng để mà khoe khoang thành tích. Vì vậy, họ quyết đạp đổ chén cơm của người dân nghèo và quyết bảo vệ bằng được Formosa, bất chấp hậu quả về môi trường, sức khỏe với người dân nhiều tỉnh trong cả nước. Đấy là những gì mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm với dự án Formosa. Nó thuộc về bản chất của Đảng Cộng sản, mặc dù vẫn hô hào là vì dân, nhưng trong mọi dự án kinh tế, Đảng luôn chỉ tính tới những lợi ích của mình, tính tới những khoản lót tay mà quan chức được hưởng, và những con số thống kê đẹp. Còn về hậu quả, họ để mặc cho dân tự gánh. Mà đã thuộc về bản chất thì mãi mãi Đảng vẫn chỉ hành động theo kiểu bất chấp như vậy. Cùng một cung cách, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã cho xây dựng cảng container Long Sơn, nhưng không thèm tính đến tác động môi trường và tác động với chén cơm của người dân họ đang kiếm sống ở đây. Việc xây dựng cảng này sẽ tước mất kế sinh nhai của những người dân muốn đánh bắt hải sản ở khu vực này. Từ bao lâu nay, người vùng biển thì nuôi sống hàng trăm hộ dân, nhưng giờ đây chính quyền tỉnh Thanh Hóa bất chấp đạp đổ chén cơm của người dân để mà xây bằng được cái cảng cho mình. Tất nhiên, khi dự án được thực hiện và đi vào hoạt động, tỉnh Thanh Hóa sẽ coi đó là thành tích để mà khoe khoang, còn quan chức thì có điều kiện mà sơ múi đút túi ăn hối lộ. Khi Đảng Cộng sản nói đối thoại với dân, có nghĩa là họ chỉ cố thuyết phục dân phải chấp nhận theo ý của họ và chịu thiệt thòi. Khi Đảng đạp đổ chén cơm của dân mà không bù cho họ bất kỳ kế sinh nhai nào, thì đấy gọi là nhà nước của dân, do dân, vì dân sao cho được. Chưa có một nhà nước dân chủ nào trên thế giới mà bất nhân đến như thế. Đảng ỷ vào lực lượng công an đông đúc và sẵn sàng ra tay với dân, nên mọi dự án họ đều không tính tới phần bù đắp thiệt hại cho dân. Vụ Formosa đã cho thấy sự tán tận lương tâm của nhà cầm quyền Cộng sản, và giờ đây vụ cảng Long Sơn cũng tương tự. Người dân tay không tấc sắt làm sao có thể chống lại được lực lượng vũ trang chuyên nghiệp được trang bị đến tận răng. Như vậy, Đảng cần gì phải sợ dân? Quyền lợi của Đảng là trên hết, quyền lợi của dân là vô giá trị đối với Đảng. Hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nói lên điều đó. Chưa có một đất nước dân chủ nào lại có dân oan nhiều như ở Việt Nam. Đến đất đai có giấy tờ trên tay mà nhà nước cũng cướp đi và đẩy dân thành dân oan, thì với môi trường đánh bắt kế sinh nhai của dân, không có bất kỳ giấy tờ chứng nhận chủ quyền nào, thì Đảng lại càng coi thường. Họ càng mạnh chân đạp đổ chén cơm của người dân. Vụ Formosa đủ để nhìn thấy bản chất của Đảng. Người dân Việt Nam hầu như đều nhận thức rõ sự nguy hiểm của chính quyền Đảng Cộng sản. Họ rất sợ sự tàn bạo của công an. Tuy nhiên, họ vẫn kiên cường phản đối dự án xây dựng cảng container Long Sơn, thì cũng đủ hiểu họ đã bị Đảng dồn đến đường cùng đến như thế nào. Đảng đã từng thắng dân trong vụ Formosa, thì tất nhiên Đảng tự tin có thể đè bẹp được dân. Họ sẽ không xem xét đến sự khốn cùng của dân khi bị mất kế sinh nhai, mà họ như là một con thú vậy, sẵn sàng vu cáo dân là làm loạn, là gây rối. Không người dân nào muốn chống lại sức mạnh súng ống, chỉ khi họ bị tước mất nguồn sống thì mới liều mình. Đảng đang chuẩn bị thủ đoạn
để mà hạ thủ nhân dân. Và tiếp theo, mời quý vị khán giả theo dõi các bài về loạt cảng Long Sơn do Thời báo chấm đê tường thuật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin xây cảng Long Sơn, nhân danh phát triển, đảng đắp đổ chén cơm, dân Nghi Sơn nổi dậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đê. Chuẩn bị xua tuyên giáo dọn đường cho Trung Quốc hốt dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đại dự án vành đai và con đường của Tập Cận Bình là một tính toán thâm hiểm. Lợi dụng chính quyền tham nhũng để gài quốc gia đó dính vào bẫy nợ. Trong những nước từng bị Tập dụ tham gia dự án này, có ý một cường quốc trong khối G7. Đối với các nước giàu thì Tập khó mà gài bẫy nợ, bởi tại những nơi này tham nhũng thấp và tính minh bạch được đề cao. Tuy nhiên vào hồi tháng 7, khi trả lời báo chí tại Serbia, Bộ trưởng Quốc phòng Ý ông Guido cho rằng tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc là một quyết định thiếu chuẩn bị và sai lầm. Nó không làm được gì nhiều để thúc đẩy xuất khẩu của Ý sang Trung Quốc, trong khi lại giúp tăng xuất khẩu từ Trung Quốc sang Ý. Nước Ý đã thấm thía dự án vành đai và con đường của ông Tập Cận Bình. Đối với một cường quốc G7 mà còn bị dính những vấn đề trong đại dự án vành đai và con đường của Tập, thì làm sao những nước nghèo đủ sáng suốt để nhận ra vấn đề này? Ví dụ như Sri Lanka, khi bị Trung Quốc cấn trừ cảng biển tới 99 năm thì họ mới vỡ lẽ là bị dính bẫy. Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn không đủ sáng suốt để thấy được những cái bẫy trong dự án của ông Tập. Mà cho dù có thấy, họ cũng không mấy quan tâm. Họ chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân khi dự án vành đai và con đường được triển khai ở Việt Nam. Lúc đó khối quan chức được hưởng lợi, tiền thì đầy nhà, còn phần thiệt hại thì nhường lại cho đất nước và con người Việt Nam lãnh đủ. Việc Đảng Cộng sản Việt Nam chần chừ chưa tham gia vào đại dự án này không phải vì họ sáng suốt, mà thực chất họ chỉ đang thăm dò phản ứng của người dân. Khi họ cảm thấy đủ khả năng để trấn áp mọi sự phản đối thì họ sẽ làm, chứ họ khó tách khỏi quỹ đạo của Trung Quốc cho được. Tham gia vào đại dự án vành đai và con đường là cơ hội kiếm ăn lớn nên không quan chức nào từ chối. Đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang bỏ ngỏ khả năng tham gia vào dự án này, với việc thường xuyên cử Chủ tịch nước tham gia diễn đàn cao cấp vành đai và con đường cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam rất muốn tham gia, nhưng khổ nỗi dân lại không chịu. Những vấn đề liên quan đến Trung Quốc là Việt Nam phản ứng rất mạnh. Đấy chính là điều mà Đảng Cộng sản Việt Nam lo ngại, chứ họ không hề lo ngại rằng dự án này có lợi hay có hại cho đất nước. Miễn sao có lợi cho Đảng và có lợi cho quan chức đút tiền vào túi, thì họ sẽ làm bằng mọi cách. Trung Quốc muốn làm đường sắt cao tốc của Việt Nam. Sau khi ông Võ Văn Thưởng tham gia diễn đàn cao cấp vành đai và con đường trở về, thì phía Trung Quốc lên tiếng muốn nhận thầu dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Tuy nhiên, để nhà thầu Trung Quốc nhảy vào một dự án lớn là cả một vấn đề, vì phải làm sao để dẹp yên được sự phản đối của người dân cả nước. Vào ngày 30 tháng 10, tờ báo Cafebiz trên bài viết có tiêu đề "Một cường quốc ba lần từ chối Nhật, phớt lờ yêu cầu của Mỹ chi 480 tỷ đô la mời công nghệ Trung Quốc xây công trình quốc gia". Nội dung đề cập đến việc nước Anh phải nhờ đến công nghệ xây dựng cơ sở hạ tầng của Trung Quốc. Tuy nhiên, bài báo này lấy tin từ Baidu và Hoàn Cầu Thời báo là những tờ báo nô bộc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên không khả tín. Nếu lấy nguồn từ những tờ báo lớn của Anh Quốc thì độ tin cậy sẽ cao hơn. Giả sử Anh Quốc có mời thầu Trung Quốc làm đường sắt cao tốc thì Anh Quốc vẫn có thể buộc nhà thầu Trung Quốc thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, bởi cách quản lý của người Anh bao lâu nay là minh bạch, tránh tham nhũng, cho nên không dễ gì họ dính vào bẫy này. Hơn nữa, các nhà thầu Trung Quốc khi thực hiện dự án tại các nước giàu có, họ buộc phải làm tốt hơn so với khi thực hiện dự án tại các nước nghèo.
chất lượng hàng Trung Quốc không đồng nhất, nó tùy thuộc vào từng thị trường. Bài báo để dọn đường mời nhà thầu Trung Quốc nhảy vào. Thực ra bài báo này được đưa lên là để thăm dò phản ứng của người dân cũng như để dọn đường cho nhà thầu Trung Quốc nhảy vào dự án lớn của Việt Nam. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam lên đến 60 tỷ đô la Mỹ là một số tiền rất lớn. Đấy là cơ hội để những quan chức của Đảng Cộng sản làm giàu. Họ sẽ tìm mọi cách mời Trung Quốc vào, bất chấp Trung Quốc đã để lại cái nợ ở Cát Linh, Hà Đông vẫn đang sờ sờ ra đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin xua tuyên giáo dọn đường cho tàu hốt dự án đường sắt cao tốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.